về, một mùa xuân vui lộc tràn vơi vơi. Chế cái nắp vô cho nó uống rồi. Uống nguyên chai sao nó uống được. Thôi, nó ngủ rồi, giữ đi. Bà nhìn nè, cái con sông này mấy năm trước là nhếch nhác lắm, mà bây giờ người ta sửa lại khang trang ghê không? Sạch sẽ quá ha. Con biết bây giờ mẹ chờ tình con, khi thấy mái đào nở vàng bên hát nghe... chi mà ho trên đầu trên cổ. Đi xích lô mà được phục vụ nhạc sống nữa. Xét quá à, nè, uống vô thấm giọng đi. Lát á, anh tính tiền chai nước này vô trong cái tiền đạp xích lô cho em luôn nha. Ô trời ơi, con chai nước mà tính gì, uống đi. Sống sòng phẳng cho đời nó bằng phẳng anh ơi. Trời ơi, người thành phố sòng phẳng quá không ha. Ba, tôi hỏi anh với chị nè. Sao? Cái mùa gần Tết này là ba mẹ rồi ông bà ta về quê ta ăn Tết. Anh chị thằng gói lên Sài Gòn làm gì? Ta nói vợ chồng tôi giờ hưu trí hết rồi. Mà đất đai dưới quê cũng nhiều mà cho thuê hết luôn rồi. Mà con cháu thì ở trên Sài Gòn hết à. Cho nên là Tết này tôi với ông lên đây ăn Tết chung nó. Ê chị ơi, để điện cho con Liễu coi. Bác nói chưa? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không được. Thiệt tình nè. Ông điện cho thằng Thiên đi. Thằng Thiên nó mắc ký hợp đồng. Bây giờ chờ đợi chút xíu đi. Anh nhìn giùm em cái đầm này coi, đẹp không? Đủ sang gặp phụ huynh chưa nè? Anh đang bận lắm, đừng làm phiền anh mà. Nhìn cái thôi. Anh mệt ghê á. Sáng giờ thay cái chục cái đầm không dòm tới người ta ăn kiến nữa. Mệt ghê. Không nghe thôi. Không khen đẹp thì thôi. Miễn trong lòng anh thấy em đẹp là được rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý... Cái bà này lại chơi cái trò này. Cái gì mà gọi hoài vậy? Chị đang tưới rau mà. Chị trồng rau mấy năm nay chị có thu hoạch được cái gì đâu. Giờ nếu chị muốn trồng rau thật á, chị về quê trồng rau với má. Chị trồng trên mạng kiểu này á, em nói chị đó là đuôi hai con mắt, hư cả một thế hệ luôn. Rồi sao? Chị có đón ba má giùm em chưa? Ủa ba má chưa gọi mà đón cái gì mà đón? Chết rồi, 20 cuộc gọi nhỡ. Em nói chị biết nhiêu lần rồi, chị đổi cái nhạc chờ khác đi. Chị để nhạc chờ vậy ba má tưởng chị là ngoài dòng phủ sống, không có liên lạc được, nó chết đó. Cũng tại mày hết á, chị mới đổi nhạc chờ chứ bộ. Chị gọi liền đi. Nè, nếu chị đón ba má không được thì nói em đón ba má nha. Thôi buông anh ra đi, anh đang bận lắm, anh phải làm việc nữa. Bận gì bận, ở trong nhà mà ngại. Em dọn đó. Đi tôi xuống coi. Kìm nha chú em. Xuống đi ông. Ừ. Bao nhiêu tiền? Dạ, của anh chị là 101 ngàn. Nè, 100 nè. 10 ngàn, 101. Dạ. Rồi. Dạ, trừ chai nước ngọt mới nãy muốn 10 ngàn.
em trả lại. Thôi, con lo nước không mà trừ cái gì, cất đi. Ừ, cất đi. Em đi nghèo, cơm cho nước lèo mà em không lấy tiền người nghèo. Trời, thôi cái gì chú thiệt tình thiệt à. Mày lên xe em chở nữa đi. Thôi để bả lên đi. Thôi. Chạy một vòng đủ 10 ngàn rồi trở lại đây ha. Dạ đúng rồi. Ê, khoan, điện thoại. Alo, Liễu hả con? À, ba má nè. Bây giờ ba má ở đâu hả? Điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 4. Còn tới ngày đó con đậu xe là ba má sẽ đứng đây chờ con. Xong. Dạ, có bà lên đi. Lên. Em lên. Em mời nè. Rồi. Nè. Để đầu lên không? Chở bà đi rồi trở về nha. Đừng để tôi mồ côi nha. Tết nhất tới nơi rồi nha. Dạ, dạ. Chào chào nghe. Tôi đứng tôi canh mà. Alo. Cúc hả? Đừng ra khỏi spa nha, ở yên đó, chị về chị make up cho đẹp á. Ồ, lát chị gặp ba má chồng tương lai của chị. À, nói với Trúc á, chuẩn bị cho chị bộ mỹ phẩm thiệt là đắt tiền, thiệt là sang trọng nha. Chị tặng cho ba má chồng tương lai đó, nha. Nè, anh nói em rồi, để từ từ em qua. Để anh đón ba má lên ổn định thời gian cái đó. Anh đang rối nồi gặp thêm em, chứ anh sống nổi quá. Cái gì mà sống nổi? Sống như ta là sống nổi, mệt. Úc à, giờ chị về đó, về liền nè. Ờ, chuẩn bị cho chị đi, nha. Cái gì đây? Trời ơi, anh đã nói em biết. Gì vậy, gì đem nóng đồ vậy? Wow. Dạo này mấy đứa nhỏ làm được việc quá ta. Trời ơi, anh đem một đống hợp đồng này, em ký chắc gãy tay luôn á. Gì đây? Đây là cái đơn khiếu nại của bên mấy công ty đối tác. Còn đây á là cái đơn kiện. Sau này có chuyện gì á thì anh gặp trực tiếp em nè. Chứ anh đừng có xôn đem một đống hồ sơ này qua nhà của em nữa. Anh thấy nãy giờ anh nói chuyện rất là nhỏ nhẹ với em. Anh chớ hề xôn. Tại sao em lại nói anh xôn hả? Hỡi người ơi. Rồi, em sai, em là người xôn, em xin lỗi anh. Anh giúp em á, đem cái đống hồ sơ này lên phòng của em ha, bỏ vô tủ khóa là kỹ giùm em nha. Đi. Anh đi nha người sồn sồn. Thì khổ quá mà. Ơi. Cảm ơn nhiều. Tạo nghiệp quá. Thấy thương quá. À. Ừ. Gì? Ông biếu người ta cái bịch trái cây sao không nói. Người A phầm phù để lên xe rồi chú ấy tưởng là bỏ quên được hồ hoành lại trả cho mà coi. Nói là không có lấy đâu. Đòi trả tiền. Dạ. Hả? Thay đổi kế hoạch? Ủa? Nhưng mà là sao ba? Nhưng mà bây giờ con... À... Nè! Đứng lại! Đứng lại! Nè! Đứng lại cho tôi! Anh ơi, anh có sao không vậy? Dây số của tôi. Dây số của tôi. Dây số của tôi đâu? Dạ đây. Cái cây gậy. Cái số tôi có đủ không nữa nè. Tôi hiểu tờ nào nữa không nè. Thôi, tôi không có cố ý đâu. Bây giờ tôi đền lại cho anh nha. Thiệt tình là anh. Định cướp đồ của con á. Cái thân xác bự như vậy, cái tướng á còn mập hơn bà xã của tao nữa. Tại sao con không đi làm, không đi lao động mà đi ăn cướp? Hả? Hả? Hả cái gì của chết chết rồi. Thôi trả đây nữa. Trả cái bóng này hả? Không phải bắt giao công an rồi nha. Đưa đây. Nhanh ra đây. Không. Giờ Bác bây giờ sao? Ôi chàng ơi, Con Mai cháu bà Bông ở xóm trên đó không? Dạ. Còn đây là cô chú tình nghĩa ở xóm dưới đúng không ạ? Đúng rồi. Bé ở đây con mừng quá. Đi làm sao mà hớ hên để cho tụi nó giật đồ với con. Ừ. Dạ, ba con bên Mỹ, ba nói sắp về nên là con lên đây ăn Tết với ba. Chị hả? Rồi tự nhiên cái
ba nói là cận Tết ba mới về. Giờ con cũng không biết sao nữa. Ông, bây giờ tính làm sao? Không biết. Con tính làm sao? Thôi thì chắc con về quê quá à, chứ giờ cũng đâu biết làm sao nữa đâu. Ý chàng ơi, đâu có được. Con mới lên rồi tiền bạc, điện thoại rồi bị giật hết rồi, về sao được. Không ấy vậy đi, bây giờ tới nhà con trai bác á, ăn cơm rồi ngày mai mình tính tiếp nha. Ừ, vậy đi. Vậy đi. Dạ. Ông, nè, ông cầm đi. Dạ, đây là con cụ. Được rồi, được rồi, để má nó ẩm đó. Đi con. Đi. Chàng ơi, ông ơi, con trai tôi nó đói, nó chui rút luôn ở trong này rồi nè. Thôi, dán dỗ nó. Xíu nha con. Dỗ nó đi, về nhà rồi cho nó ăn. Ừ, ráng nha con. Mà con nhìn thì con càng thấy quen nha. Sao quen được, con mới gặp nó mà. Con thấy giống y chang cái con heo hồi sáng nó quậy banh cái xe của con luôn à. Mà thấy á, dễ thương lắm. Té ra là bác cháu mình đi chung xe đó hả? Ủa vậy hả bác? Vậy mà không biết. Thiệt sao, tình. Mà sao cái con liễu này sao mà nó lâu lắc quá. Nó đi lạc đường không? Nó điện. À, alo, liễu hả con? Từ cái chỗ đó lại cái chỗ ba má đang đứng là có một cái khu công viên, có mấy cái nhà cao tầng nữa. Khu kia nguy hiểm quá. Có người bị giật đồ. Ba chờ con ha. Nó biết rồi, lát nó tới, chờ nó một chút đi. Ủa? Mới rồi hả? Con chào bà ngoại, con chào cô. Con. À, cô chào con. Dạ, em chào chị. Ủa, ai đây ba má? Cô chào mẹ mà mẹ chưa chào cô kìa. Chào em. Ủa, ba má đây là ai vậy? Đừng nói ba má dắt mối tự dưới quê lên cho thằng Thiên nha. Cái con trời ơi mẹ ơi. Hả? Gì nữa? Mẹ hỏi ông bà ngoại mà mẹ trả lời hết luôn rồi. Để chân nhỏ sửa lực hoài hả? Quỷ khó ghê luôn á má. Thôi đi mẹ về. Mẹ chở con quỷ mà. Nhưng mà thôi giờ ba má lên xe đi con chở về. Thôi đi lên xe. Dòm đi. Nghĩ sao cái xe ba lớn gì mà chở hết ba người với đống đồ này. Muốn công an phạt hả? Hả? Không có nón bảo hiểm nữa. Bây giờ tính sao? Thì giờ con chở từng người về. Chắc tới mai quá à. Thôi mẹ ơi, mẹ khỏi nghỉ đi, con nghỉ rồi nè. Sao vậy? Gọi taxi là xong mà. Giỏi cho ngoại của ông. Đào, anh nhờ em mua heo quay mà, đâu phải mua heo sống đâu. Đem heo sống về sao anh biết quay. Long Hội. Long Hội. Nè. Trời đất ơi, Thiên ơi, mày làm cái gì vậy Thiên? Trời ơi, tao đi ra lầu, đi nhanh. Ôi trời ơi, hai đứa này. Trời ơi, cái gì cũng từ từ với tụi con. Dạ, ba má. Mình là con gái mà. Trời ơi, tình cảm tụi nó khăng khít nhau rồi đến mức độ mà tụi nó không kiềm chế được. Nó quen nhau hồi nào mà mình cũng không hay luôn á. Trời đất ơi, nhỏ này không có nói với má gì hết à. Mà cô đây vô đây làm gì vậy? Thì lâu ngày quá không gặp. Lâu ngày ngắn ngày gì, tôi quen cô đâu. Này bắt cái con gì con lợn gì đó đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Ủa chàng, té ra là tụi con không có quen nhau hả? Dạ. Con nói gì kỳ, con không biết hả? Không biết gì đâu. Trời đất ơi. Con Lộc Hợi đâu? Con tránh ra coi. Lộc Hợi gì sao má biết con đó nữa? Cái con đó là con trai của má. Hả? Em của con đó. Mà trời đất ơi, sao vậy Thiên? Trời ơi, sao mà con sao ốm yếu quá vậy? Hả? Ốm trai của má. Con yếu đâu. Nè, khỏe lắm. Mà ông ơi, trời ơi, thiệt tình à. Đâu, bà nói tôi thấy nó cũng còn cứng cáp. Con chuột bộ không? Thật. Chuột gì? Xương không thấy chuột. Nó cứng ngắc mà bà nói gì vậy? Trời ơi. Con không biết người này là ai hả? Con có biết cái gì đâu. Trời ơi, con mau quên quá. Đây là Mai. Mai Sống Trên. Cháu cô Bông. Mai Sống Trên. Cái người ngày xưa ba tính hỏi cưới cho con đó. Hả? Hả cái gì mà hả? Bắt con heo lại cho má. Nó đâu rồi? À dạ. Long Hợi. Bắt lại con. Long Hợi à. Thiên bắt lại con trai của má đó. Bắt lại. Trời ơi, chết tôi rồi. Ra con trai của má ơi. Trời ơi, hư cái nhà hết. Trời
Trời đất ơi, công tình tôi chăm bón, chăm sóc cho cây trồng của tôi mà bây giờ sâu bọ nó ăn hết rồi. À ba má ơi, chừng nào ba má mới chia gia tài cho con vậy? Ủa em ơi. Gì mình? Anh làm xong này rồi làm gì nữa? Anh á, bây giờ anh đi vô anh đứng kế bên ba má đi, ba má sai cái gì thì anh làm cái đó. Con bưng mấy cái này ra ngoài cho má. Dạ dạ dạ. Ba má, ba má thấy con thiết kế nhà này đẹp không ba má? Ừ thì dư thừa rối rắm không có hữu dụng. Cái cô Mai sống trên kia. Tôi hỏi ba má tôi chứ hỏi cô đâu mà đặt trả lời giùm vậy. Nè, cũng may là nó trả lời giùm ba nha, chứ thôi con hỏi ba không biết nói gì. Ừ, nói đẹp thì không đúng, mà nói xấu thì tội nghiệp con. Nè nè, cái cô Mai kia, lo làm việc của mình đi, lăn xăng y như con heo vậy. Ờ, anh hay ghê nha, mới gặp tôi con lần đầu mà biết tôi tuổi heo rồi. Wow, thiệt gì luôn hả? Trùng hợp quá nha. Bởi vì nãy giờ tôi không phân biệt được đâu là cô, đâu là heo luôn. Đâu có quan trọng, miễn dễ thương là được. Nghĩ sao con nhỏ đó đẹp bằng mình? À, mà ly để đâu vậy? Tôi lấy cho. Muốn tìm ly thì tự đi tìm, hỏi tôi sao tôi biết. Ủa nhà anh không biết ai biết? Ờ, thì tôi biết, nhưng mà tôi không tức nói cho cô đó được không? Ờ, khỏi dọn, xong rồi. Ờ, tụi con, má có đem trà bông ở dưới quê lên ngon lắm đó. Phải chi nhà có mấy trái khổ qua, cái bắt đầu má cắt ra, cái mình ngâm nước đá lạnh á, xong mình uống vài lon bia ngon lắm luôn á. Bà hay quá ha. Bà làm như là bỗm nhậu á, bà ăn ổ qua là bà uống bia nữa hả? Trời, tôi tưởng tượng. Từ cái đó là món nhậu mà. Má thích không? Để con đi mua về cho. Thôi khỏi đủ rồi. Thôi. Gì vậy? Tôi chắc chắn cái nhà này không phải của anh. Cái cô Mai sống trên kia, cô đâu phải người có trên đâu mà ăn nói gì kỳ vậy? Cái nhà này không phải của tôi với của ai? Thì tại sao có nguyên một cái giường ra như vậy mà anh không thấy? Làm sao tôi không biết được. Ăn đi em, ăn đi. Tôi hái ăn hoài cái gì? Bỏ đây không? Ăn đi. Thôi, hai đứa này thiệt giống chó với mèo vậy, ăn cơm đi. À. Xong rồi đó. Ăn cơm ông ơi. Nè, cháu ngoại xuống kìa. Ăn cơm đi. Em, tôi đi xuống kìa. Em cứ đi. Con trai. Dạ. Rửa tay chưa? Dạ con rửa tay rồi. Cơm. Ăn cơm. Rồi. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Bới bới tụi ít. À, để con bới mấy chuyện này. Ờ được rồi nè. Đó. Cảm ơn ông. Thôi. Ừ. Ăn đi tụi con, ăn đi. Dạ ăn đi. Dạ. Thiên nè. Dạ cảm ơn má. Ăn đi con nha. Nè, dạ vô. Nè con ăn nhiều vô nha. Dạ. Con biết ngay mà, con đứng thứ 6 trong cái nhà này sao cả con heo luôn á. Là sao? Ba má lo chia gia tài cho con đi. Ừ. Mẹ, sao cái con nhỏ này đòi chia gia tài hoài vậy ta? Chứ giờ hả, con muốn mua đất ở Củ Chi, bây giờ con cần tiền để mua đất rồi để con trồng rau. Suốt ngày con trồng trên cái iPad á, riết rồi mắt con hư luôn á. Mẹ ơi mẹ, mai mốt bà ngoại chia gia tài cho mẹ, mẹ chia gia tài cho con nha. Trời đất ơi, chi vậy? Chi vậy trời, con mới bên lớn mà. Dạ, để con lấy cái số tiền đó đó. Con đăng ký một khóa học dành cho mẹ. Đó chính là khóa học L hay ý đẹp. Ý đẹp. Đó, mẹ nhỏ sửa lưng hoài hay không? Mà chị Hai à, em cũng không biết chị nôn nóng cái gì nữa. Em nói thiệt nha, có nhiều em nhường chị hết á. Nhưng mà thôi, trong lúc này thì đừng có nhắc nữa, để cho ba với má ăn cơm ngon. Ừ, đúng nha. Rồi đó. À, ba má, hồi nãy con rủ ba má đi ăn nhà hàng mà má không chịu. Chuyện lát ăn cơm xong á, con sẽ dẫn ba má đi lên cái tòa nhà cao nhất thành phố này, uống cà phê, ngắm cảnh chơi, ha. Thôi, má chỉ muốn ăn cơm xong rồi ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp, coi tivi. Xong cái làm kiệu để ăn Tết, vậy thôi. Ừ, ha không ha. Còn ba thì ở nhà kể chuyện tặc răng cho cháu ngoại nghe. Ba, ở nhà mình vừa uống trà mình vừa nghe chuyện tặc răng, vui lắm ba ha. Ừ, tặc răng chứ không phải là tặc răng. Dạ. À. Còn con á, con cũng thích ở nhà, đi ra ngoài vườn tưới rau vui hơn. Tao nè, cái cô kia, tự nhiên ban đêm mà đi ra ngoài vườn tưới rau, người ta nói là cô bị khùng. Cái cuộc vui nào cũng phải tàn, mà cuộc hợp mặt nào thì cũng phải chia tay, đúng không? Cô hiểu cái ý tiếp theo tôi định nói gì không? Muốn đi đâu rồi để mai đi. Ừ. Chứ giờ thân gái thì sao mà đêm hôm kêu khoác mà giảm trường chứ gì con. Ừ. Đúng rồi đó, nguy hiểm lắm đó con. Bác tính vậy, ăn xong đi, hai bác cháu mình nghỉ ngơi, cái làm kiệu để ăn Tết con ha.
rồi cái đi ra vườn rau á, mình tưới rau để có rau mà ăn. Ừ Thiên nè, hồi nãy má đi ngoài đầu hẻm á, má thấy là ngoài đó có cái chợ nhỏ nhỏ, rồi để mai má với ba đi ra đó đi cho nó gần, khỏi đi siêu thị má công tốn tiền lắm con à. Ủa con nhớ ngày xưa là ba với má thích đi siêu thị lắm mà sao giờ ngược lại vậy? Bởi vậy anh kỳ cục ghê, nhà có nguyên cái vườn rau xanh mướt vậy mà không biết tận dụng, suốt ngày đều đi siêu thị. Đúng là con người anh á bị công nghiệp hóa quá rồi. Nó nói đúng đó con. Thôi ăn đi ăn đi. Mai mày ăn miếng nữa đi nghe ba. Dạ. Ừ, biết ba thích ăn cái này đó. Con nói mà, con chỉ đứng thứ sáu trong cái nhà này thôi, sao có con heo của má luôn. Nhưng mà em đứng thứ nhất trong lòng anh được chưa? Rồi mình ăn cơm nào. Rồi cả nhà ăn cơm nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi. Chắc chắn là ngày hôm đó con sẽ hoàn thành. Con cũng hy vọng là ngày hôm đó con sẽ gặp chú để con có thể trình bày về dự án này. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ rồi. Dạ. Nè nè, cô rảnh không? Cô rảnh quá, cô đi về nhà của cô đi. Đó còn đặt tấm heo này nọ nữa. Cô biết con heo đó là ba má tôi đem lên làm gì không? Gì? Để quay đó đó. Tấm gội sấy tốn tiền điện, tiền nước nhà người ta. Đây, đây. Gì? Tôi mang đi xử nó luôn. Đi đó. Cô bị khùng hả, làm gì vậy? Nóng. Tôi nói cho anh nghe nha. Anh mà dám quay lọc hời của tôi á, tôi quay anh luôn á. Tôi thách cô quay tôi luôn á. Con heo này của tôi. Buông ra. Tôi đây. Làm gì vậy? Buông ra làm. Đây. Điên hả? Của tôi trả lại cho tôi, cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Buông ra cho tôi. Ai? Ai? Trời. Giờ quá. Nó đái rồi. Ê nè nè, anh phải đàn ông vậy có biết nhường phụ nữ không? Thôi đi. Thôi đi. Honey. Honey. Nè, anh đứng lại coi, tôi chưa có xử xong gì hết trơn mà. À, cáo của Thiện mà. Tiếng chim reo mừng chào đón một mùa xuân. Em đi vô đây. Trời ơi, anh em họ thì anh em họ cũng phải mặc đồ của mình. Tự nhiên mặc đồ của anh mình kỳ quá à. Nè, hai cái đầm này đi, đầm của chị. Cởi ra, cởi ra. Ê! Ê! Cái gì vậy? Anh em họ thì cũng phải vô phòng gõ cửa chứ. Vô phòng gõ cửa gì? Phòng này phòng của tôi vô chứ gõ cửa gì? Ông anh họ là ông anh họ. Cái phòng này anh đổi cho em rồi. Còn bây giờ cái phòng của anh là phòng làm việc kìa. Mặc được chưa? Rồi. À, trời đất ơi, bà làm giết người. Bà làm cái gì vậy? Con lòng hại của tôi. Không phải. Nè, tôi nói bà nghe, con heo của mình nhỏ hơn, con này bự hơn mà. Bự hơn nó bơm silicone vô rồi nó quay nhỏ. Không phải đâu. Nó không có phải. Nào mà nó ôm con. Tội nghiệp. Trời ơi, ơi bác, nó quay vàng ôm rồi ông ơi. Lòng hại hả bác? Sao con mới sơ xuất có một chút mà anh làm gì nó hỏi tôi vậy hả? Anh quay anh luôn. Nè nè em họ ơi, em bớt lại đi, em có thể quay chó, quay gà, quay vịt, quay gì cũng được, nhưng mà anh Thiên của chị á, em né ra, em không được quay anh của chị, nghe chưa? Dạ con thưa hai bác, đây là con heo con mua về để con mời hai bác ăn, chứ còn con lọc hỡi của hai bác còn nguyên hà. À, nó đâu? Cô con lọc hỡi đâu? À, nó kìa bác. Ôi trời đất ơi, con tôi đây nè. Trời ơi, con trai của tôi, con trai cưng của má. Má tưởng người ta quay con rồi chứ. Có đâu, đợi lớn mới quá. Cái gì? Không có, ý con gái nó dễ thương mà sao mà quay được. À, tôi có thể hỏi cô, xin lỗi cô là ai ạ? Dạ, đây là bạn của con. Dạ, bạn gái của anh Thiên à, tụi con sắp cưới nhau rồi. Sao chị? Dạ. Có không. Gì đâu mà ngại, anh vô duyên quá, có gì đâu mà ngại. Anh này đem con heo đi ra làm sao chặt cho ba má ăn đi nè. Dạ, để con làm nha. Đi anh, đi nè, cầm đi. Lên. Nhưng cái gì mà nhưng? Nhìn thì thấy cũng xinh xắn, cũng bạc thiệp. Nhìn cũng sang trọng mà hình như cũng hơi xéo sắc. Thích ăn heo quay kìa. Thôi, bác tưởng thằng Thiên chưa có bạn gái
chứ nó có rồi thì cũng không không làm con dâu của bác được, thì làm con gái nuôi hen. Ủa ủa cái gì, nhìn cái mặt là biết buồn rồi đúng không? Đâu có. Thương chưa? Bà nè, anh không có hài lòng cái chuyện em nói với ba mẹ lúc nãy đâu nha. Em chuyện gì cũng được á, trừ cái chuyện đó. Nói gì? Anh không nhớ cái lúc mà anh mượn nhà em để đón ba mẹ lên á, anh hứa với em gì hả? Anh hứa gì đâu, thì em yêu cầu cái gì thì anh đồng ý đại đó thôi. Đồng ý đại gì? Em nói là anh phải làm gì đó cho em vui. Thì cái chuyện mà anh thừa nhận em là bạn gái của anh em vui hết rồi. Có gì đâu mà ngại, trời sớm muộn thì anh cũng lấy em. Hả, cái gì? Ai nói? Rồi anh phải lấy em chứ, anh lấy em mới được cái nhà này. Nè nè nè, nói cho cô nương nghe nha. Đó, anh nghĩ anh với em là bạn nhau, cho nên anh mới mượn cái nhà của em để đón ba má anh lên. Chứ không phải là anh đây không có tiền mua nhà mới nha. Đó, anh đang tìm mà chưa ra căn nhà nào mà hoành tráng khang trang thôi. Hiểu chưa? Em đừng có đem căn nhà này ra khè anh nha. Khè anh, khè anh nha. Gì hả? Em có lỗi hả? Chứ sao? Lỗi nha. Hai bác ơi! Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Nói cái gì? Em làm cái gì? Ra nói sự thật. Trời ơi, ba má anh không biết cái chuyện anh bán nhà đâu. Sao không nói sự thật đi? Đi, đi. Nói nhỏ nhỏ thôi, em giữ bí mật giùm anh đi. Nếu xem anh là bạn thì giữ giùm anh. Còn không á thì nghỉ chơi. Đừng xem anh là bạn nữa. Đừng có nghỉ chơi, đừng có nghỉ chơi. Dư sợ. Vô đây em. Sao má thấy rồi? Heo dễ thương quá. Nè, con trai con gái con dâu, đứa nào ngoan lại phụ má ăn tay coi. Ủa gì kỳ vậy? Sao gì con gái con dâu gì? Sao nói em họ mà. Dâu là đây nè, gái là ai? Mẹ anh dễ thương lắm, ai cũng có thể làm con được hết. À, con heo cũng làm con được, hay là à, em họ cũng làm con được luôn. Nhanh đi. Dạ, gọi con heo này. Ờ, đem qua đây. Đem qua luôn không hả? Rồi. Chắc có heo. Dạ, con mời bác gái. Ô, không. Bác bị mỡ trong máu, da nhiễm mỡ, cho nên bác không có ăn heo. Bác thì cũng hạn chế ăn đạm nhiều tại vì lớn tuổi rồi. Nè con. Ba, con đang giảm cân mà ba. Dạ ba. Nè. Con bị máu trong người không ăn đâu ba. Nè cháu ngoại. Con đang tập ăn chay để con cầu xin cho mẹ con sớm mua đất để trồng rau. Thằng này cần gì mà ăn chay vậy? Bây giờ ông bà ngoại chia gia tài cái là mẹ có tiền mẹ mua đất liền cái gì? À, đây là con. Dạ thôi, con tuổi con heo, con thương heo lắm nên bình thường con không bao giờ ăn thịt heo hết. Con không ăn đâu, con là cực kỳ ghét con heo luôn cho nên con không bao giờ ăn thịt heo. À, thôi trả về cho khổ chủ. Dạ con cảm ơn, con thích ăn thịt heo lắm cả nhà mình ơi, để con ăn cho. Cô Đào đó ác quá, khổ mà thằng con dâu nhà này chắc mình cũng nằm trên bàn thỏa thân thôi. Dạ con tính vậy nè, rồi á một lát nữa cả nhà mình á đi đến trung tâm thương mại nổi tiếng ha, lớn nhất luôn, mua cho bác gái một cái bộ trang sức bạch kim nha. Cô chèn ơi. Rồi á hả, con còn dắt cả nhà mình. Anh chị thích cái gì mua đồ hiệu hết đi. Cái Tết này mình ăn cái Tết hoành tráng luôn. Anh Tết này ba má em qua chơi. Thôi con ơi, hai bác không có hợp với lại mấy cái thứ đó. Còn mà Tết mà anh chị xua qua chơi á, có gì mình chạy ra chợ mua đồ ăn. Trời, ủa chợ búa gì bác, trời vậy bình thường bình dân lắm. Chị dâu tương lai à, nhà của bác em đây á là vừa đẹp vừa sang từ trong bản chất ra rồi, nên là không có cần đắp mấy cái thứ hàng hiệu đó lên thì mới sang được đâu. Hợp ý bác đó. Dạ hợp ý hai bác, nhưng chưa chắc gì hợp ý anh chị con. Cũng muốn là không hợp lắm, nhưng mà cái câu này là phải hợp thôi em. Em biết anh chị không thấy hợp đâu. Thật ra thì trong tình huống này em họ anh nói cũng chưa chính xác lắm, nhưng mà bây giờ anh thấy nó cũng hơi tạm tạm chính xác. Ủa mẹ, là sao vậy mẹ? Lúc bà ngoại nói cô Mai là cháu của bà Bông xóm trên, mà giờ sao lại trở thành em họ của mẹ vậy mẹ? Mà em họ là em họ như thế nào vậy mẹ? Ồ, làm sao vậy anh? Làm sao vậy gia đình mình ơi, em họ ơi? Là sao bác? Ơi, cái thằng cháu ngoại này nó nhiều chuyện quá. Có nghĩa là con của ông chú ông Thiên. Con của cô ông Thiên. Con của cậu nó. Ừ. Anh sao em không hiểu, em không chịu đâu.
Nói chung là cái da phải nhà anh nó hơi rối, nó hơi phức tạp chút xíu. Để anh vẽ xong cái dự án anh còn đang dang dở xong, anh sẽ chuyển sang vẽ cái da phải nhanh rồi anh đưa cho em xem, lúc đó em dễ hiểu ha. Em họ ở chơi chừng nào về? Nó đồ về quá trời luôn, nhưng mà bác không cho nó về, bởi vì còn có mấy ngày nữa Tết rồi, nó phải ở lại để nó chờ ba nó ở nước ngoài về, xong rồi hai cha con cùng về quê luôn. Ủa anh Thiên nói là mai có nhà ở đây mà bác. Có nhưng mà không ai ở. Dạ thôi con thay đổi ý định rồi, lát nữa ăn cơm xong rồi con về luôn. Ê, sao được, không có được, ở đây. Ủa cậu Thiên ơi, cậu Thiên, mai mốt cậu Thiên lấy cô Đào vậy con qua nhà cậu Thiên chơi, cô Đào có đuổi con không? Trời đất ơi, bị hết sức. Bé này nói gì mà ngộ nghĩnh ngô nghê quá vậy con? Tự nhiên cái người nhà của cậu Thiên cũng như người nhà của Đào sao mà đuổi được? Với lại cái nhà này là nhà của cậu Thiên, đâu phải nhà của Đào đâu mà đuổi. đúng vậy đó. Thôi, ăn đi, ăn đi. Dạ, để con ăn heo quay. Dạ. Mời cả nhà ăn cơm nha. Dạ, mời cả nhà ăn heo quay. Dạ, ăn đi. Uống đi rồi làm con. Cảm ơn má. Ăn bánh uống nước nè. Dạ, cảm ơn ba. Thôi ba với má ăn cùng với con luôn đi. Đừng có mời má con. Sao vậy? Má con dư ly pít lắm rồi. Ủa, nãy giờ con ngồi đây mà con không phát hiện ra. Ủa, mấy cái lồng này là ba làm để chùm lên bóng đèn hả ba? Không, ba không có làm. Gì ai làm? À, không lẽ là anh Dương, anh rể dạo này đi theo con á, không nhận mắt thẩm mỹ lên tay quá. Đâu có, tôi làm mắt. Cái gì? Thôi, xê ra, đừng đứng đây quăng bom nữa. Không tin hả? Không tin hả? Mất tình đi. Phải không bác? Nó làm đó. À, thì ra là cô Mai sớm trên làm đó hả? Ừ, đúng rồi. Anh Thiên sớm dưới à. Có những người từ xưa đến giờ chưa bao giờ được khen, cho nên á, chỉ cần được một lời khen là nhảy vô chụp liền. Nhưng mà đâu có ngờ là những lời khen đó toàn là lời khen điệu. Hèn gì mà anh điệu dễ sợ. À, dạ. Công nhận mấy cái lòng này á, quá xấu, làm mất cái vẻ đẹp của bóng đèn người ta. Thôi ba má ngồi đây chơi nha. Còn con cũng xíu không làm. Tự nhiên đang làm ngon lành. Nè, đem đi uống đi con. Đem theo ăn. Để đây ba má ăn đi. Má dư ly biết rồi. À, đem đi. Đi nha ba má. Được không? Rồi để tôi ăn cho. Thôi, để tôi ăn. Cười cái gì? Nó là con trai của tôi đó nghe. Công nhận mắt thẩm mỹ con cũng tốt thiệt. Trời đất ơi, mèo khen mèo dài đuôi kìa ông. Con chọc bác mà. Thiên, Thiên đâu rồi? Ra đây cho tôi. Cái gì vậy? Ai vậy? Nè, kéo ra. Được rồi. Ủa, anh hai, anh làm gì vậy? Thiên ơi, không ổn rồi Thiên ơi. Không ổn vô gì, bình tĩnh đi. Anh đã làm mọi cách rồi. Anh đã ngụy trang đủ kiểu. Mà cái tụi đòi nợ nó biết điều, nó kéo tới đây rồi. Cái gì vậy, em làm gì vậy? Tụi nó kéo tới đây. Trời đất ơi, vậy là chết rồi. Trời ơi, em đã nói với anh là anh phải cẩn thận mà. Đừng cho tụi nó theo dõi đến nhà. Lỡ tụi nó ba má mà biết là em chết. Trời ơi, anh rất cẩn thận lắm mà. Anh đã làm mọi cách, anh cũng giờ anh không biết làm sao nữa. Bây giờ trời ơi, chắc chết chung quá. Trời ơi, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Ai biết làm sao, ai biết làm sao. Cái gì đó? Tôi thấy là... Anh sao? Theo em á, cái dự án mình nó quá lớn về diện tích. Cái quỹ đất nó tới 200 hectare. Nghĩ mình nên phân lô làm sao? Cái lô này anh nghĩ em nên bao lô đi. Lô đánh đề. Em bị gì vậy? Ủa má? Má đâu vậy? Má đi hái rau. Hái không được hái rau. Cái chuyện nặng nhọc này á, để cho con. Trời đất ơi, con là đàn ông con trai, làm chuyện đại sự cho ai đi hái rau. Ê má. Má không được đi. Cái gì vậy tụi bay? Công việc này nặng nhọc. Để... Nè, cái cô Mai sớm trên kia,
Cô nghĩ sao mà má tôi hái rau mà cô nhìn vậy? Cái chuyện này là cô phải làm nè, tập làm dâu đi là vừa rồi. Dạ đúng rồi, để con bác vô sau đi ha. Ha, vô trong đi, vô trong đi, vô trong đi. Được được, má vô nghỉ đi. Hái rồi đem vô sau cho bác nha. Vô đi mẹ, ở trong đó nha. Anh hai, sao? Bây giờ anh hai giữ chân ba má nha. Đừng cho để ba má đi ngoài đó. Ok ok. Rồi em đi đâu? Em đi đâu? Để mình nói chuyện tụi nó. Ra ngoài đó, tụi nó gặp em, tụi nó xả cái em chết. Rồi cái vợ anh chém anh chết luôn. Rồi cả nhà mình chết chung nữa hả? Nhưng mà không được. Không được cái thôi. Được rồi. Để tôi. Mấy người sừng sỏ cái gì vậy hả? Nếu mà muốn lấy mạng á, tới đây mà lấy. Vợ chồng tôi ở đây nè, chém giết gì cũng tùy hết. Còn nếu như muốn có tiền á, thì làm ơn để cho vợ chồng người ta yên ổn thì mới làm ăn trả nợ cho mấy người được chứ. Cái thiệt cái lợi như thế nào biết rồi đó, chọn đi. Tụi tôi tới đây á muốn gửi tâm thư cho anh Thiên để kể cho anh nghe cái nỗi khổ của tụi tôi á, thì phải chờ cái dự án đó để có chỗ ở. Cả cái gia tài tôi có nhiêu đó thôi đó cô. Là sao cô? Cô làm ơn nói với anh Thiên á, trả tiền lại cho tụi tôi đi cô. Tụi tôi khổ lắm rồi. Anh nói năm ngoái á giao nhà cho tụi tôi mà giờ tới giữa năm rồi tôi chưa có nhà tôi để ở, tôi khổ dữ lắm đó cô. Thôi được rồi. Chuyện đâu còn có đó. Mọi người cứ bình tĩnh đi. Mình đừng có làm người ta đang im lặng à. Mấy người ở đâu mà lại la lối sùm mà. Bà ơi, không cho người ta ngửi nghe vậy. Thôi bà ơi, lối sớm mà bỏ qua đi bà ơi. Dễ dãi với người ta chút. Thôi mà, bỏ qua đi bà ơi. Thôi bây giờ tôi hiểu câu chuyện rồi. Bây giờ mọi người cứ yên tâm nha. Về nhà đi, mọi người đừng có làm ồn ào ở đây. Tôi hứa là tôi sẽ giải quyết. Bây giờ mọi người về đi ha. Cô nói cô nhớ giữ lấy lời nha cô. Tôi khổ dữ lắm đó cô. Tôi hứa. Thôi tôi về, cô giữ lời đó. Đâu? Tụi nó đâu hết rồi? Cô đi vô, để cho tôi. Đi về hết rồi. Tụi nó hên đó. Tôi mà ra sớm chút xíu chết với tôi rồi. Em đã nói với anh rồi, dừng cái việc đi thuyết phục người ta lại đi. Mình có cái gì để thuyết phục người ta chứ? Công ty thì giải thể, tất cả dự án thì bị treo, còn nhân viên tuy là người ta chưa có bỏ mình hẳn, nhưng mà vất vả với mình từ ngày này sang ngày khác. Anh nghĩ đi, mình còn cái gì đâu mình đi lại lục người ta chứ. Bây giờ có hai việc chúng ta cần làm. Việc thứ nhất á là anh cố gắng là trấn an tất cả những nhân viên sale còn lại của công ty. Việc thứ hai là việc của em. Em sẽ hoàn tất cái dự án này, rồi em thuyết phục ông Cường để ông đầu tư cho mình. Nếu mà được thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Mà Thiên ơi, anh thấy em làm bao nhiêu cái thiết kế rồi, có cái nào xong đâu em? Sai. Xong là xong lâu lắm rồi. Nhưng mà em vẫn chưa ưng ý. Em nghĩ là có cái gì đó chưa ổn. Mà cái gì đó em cũng không biết là cái gì. Em nói cái gì vậy? Thì chi phí cao, tính hữu dụng là không có, vấn đề là ở đó đó. Cô biết cái gì mà nói chứ? Bữa anh để bản vẽ với nhà tôi có coi qua rồi. Không liên quan tới cô, cô lặn giùm tôi cho nước nó trong. Thiên, anh thấy cô nói có lý đó nha. Cậu nói cũng đúng. Tôi không hiểu con Liễu nó đòi chia gia tài để làm cái gì ông. Thì nó đòi thì bà chia đi. Ý chèn, đâu có được. Hồi xưa giờ nó không phải là cái đứa đổ đốn như vậy. Bây giờ một hai đòi chia gia tài cho bằng được. Lạ không? Tôi nghĩ trong cái chuyện này á, có khi nào do thằng Dương nó xúi không? Thằng bảy, con mình hư rồi đổ thừa cho thằng rể à. Vậy chứ sao nó lại như vậy? Tôi không bao giờ nghĩ là thằng Dương nó làm cái chuyện đó. Bà nó đón già đón non. Cái đứa mà giờ đáng lo là thằng Thiên kìa. Nó đang cần tiền để làm dự án này dự án nọ. Chứ con Liễu nó cần tiền để làm cái gì? Ô Thiên, ô con, sao vậy? Nè, đi dững không á. Chào bà má mấy. Cái gì vậy con?
Nè, để má đỡ con. Không cần đỡ con. Nó uống nhiều lắm nè, nghe mùi đầy luôn. Con tỉnh mà. Con mới đi tiếp khách về, thương ba má nhiều lắm. Thương ba quá. Thương má quá. Má biết rồi. Đây đây má dìu con lên ha. Không cần, con trai của má bản lĩnh mà. Đi ra thương trường được là phải tự bước lên cái giường được. Được không đó? Đi. À Liễu à, con phan ly nước chanh cho em con nó bồi dưỡng nha. Thấy nó làm việc quên uống nước luôn đó. Dạ con chào hai bác. Dạ tới hả con? Dạ. Ôi trời ơi, mai đẹp ghê. Ôi mắt dẻ gì đẹp quá nhờ. Chữ à, viết hả bác? Trời ơi, hai bác biết không, bữa nay con với anh Thiên sẽ dắt cả đó, nhà mình đi đến một cái trung tâm thương mại lớn nhất, sang trọng nhất thành phố này. Dạ. Dạ, đi sắm đồ á bác. À, sắm đồ. Dạ. Chỗ đó chắc bán đồ hiệu không hả dạ, con? Dạ, đồ hiệu không mà mới phù hợp với cái đẳng cấp của gia đình mình. Dạ, vậy là mắc tiền dữ lắm. Trời ơi, mắc lắm. À, bác mới viết hai câu. Dạ. Con đọc. Con nghe, con nghiền ngẫm coi sao ha. Dạ. Câu thứ nhất. Trời ơi, đẹp quá nè. Xuân đến xuân đi xuân lại lại. Hay quá bác ơi. Câu thứ hai con. Dạ. Tiết kiệm tối đa không thiệt hại. Trời ơi, câu đối hay quá bác ơi. Cái này không phải câu đối. Cái gì đó? Cái này là thơ con cóc bác mới sáng tác. Thơ con cóc hay ghê. Con hiểu không? Trời, hiểu chứ. Nè, xuân đến xuân đi xuân lại lại. Tiết kiệm tối đa, không thiệt hại, hiểu mà. À, dạ. Vậy thì bác tặng con, dạ. Mang về nhà, đọc thì có con nghiền ngẫm thêm ha. Dạ, bác tặng con hả? Ừ. Vậy cái này là treo lên tường phải không ta? À. Dạ. À, Đào. Dạ. Con đi pha cho thằng Thiên ly nước chanh đi. Hôm qua nó say á, bác thấy nó mệt lắm á. Ủa, hôm qua anh say hả bác? Ừ. Trời ơi. Ủa, nãy con nghe kêu chị Liễu đi pha nước chanh rồi mà. Nhưng mà con là người yêu của nó, con phải biết chăm sóc người yêu chứ con. Ủa, con chăm sóc dữ lắm á, nhưng mà chị Liễu chị làm rồi, con khỏi làm. Vậy nghe, con đi lên lầu với ảnh. Anh Thiên. Trời ơi, hai người làm gì vậy hả? Rõ ràng rồi nha. Thì ra hai người dàn dựng, hai người lừa gạt tôi. Anh làm gì trong phòng tôi vậy hả? Tôi chắc là tối qua tôi xỉn quá tôi vô lộn phòng. Không, tôi thề đó, tôi không có cố tình, không có ý gì hết. Thôi đi, anh là đồ sở anh đúng không? Anh làm gì tôi? Tôi không có cố tình. Anh gạt em đúng không? Được rồi, vậy thì cái nhà này thì ra nè, em không tin anh hả? Em tin anh lắm, nhưng mà em không tin nhỏ này. Nè, ha, cô thấy anh sai, cô lợi dụng. Cô muốn sàm sỡ anh đúng không? Được rồi, cô đụng tới anh đi, tôi banh xác với cô luôn. Nè, cô mà đụng tới anh, người sàm sỡ, cô nói gì vậy hả? Được. Đừng, cái gì cũng nói được nghe chưa? Còn anh nữa. Tôi biết cô là người quen của bà tôi. Đúng lý ra thì cô có thể ở đây đến lúc ba má tôi về. Nhưng mà vì đây là nhà của Đào. Đào là người yêu của tôi. Tôi không muốn làm cho cô buồn. Vì cô rất là ghen. Cho nên cô hãy ý tôi không? Ok. Vậy thì tôi đi. Thế
Trời đất ơi, Thiên, Thiên, đi ra uống nước chanh nè. Thằng này nhà có ba má nha mày. Hai đứa em bớt bớt bậy bạ giùm tao một cái đi. Trời đất ơi, nhanh lên Thiên ơi, là Thiên. Nè, nước chanh này uống đi. Ủa, mà cái tay này không phải tay thằng Thiên. Đúng rồi, đâu phải tay của Thiên đâu chị. Ừ, đúng rồi, cái tay này là tay của anh Dương nhà chị nè. Hello cô hai. À, đúng vậy. Dạ. Trời, vậy đi. Anh chưa kịp giải thích gì hết mà xỉu rồi. Bây giờ anh sao đây? Trời, kiểu này chết tôi rồi.